năm 2021 đã trôi qua, nhưng nhân loại vẫn chưa thể bước ra khỏi những cuộc khủng hoảng chất chồng. Thiên tai và nhân hòa, dịch bệnh và xung đột, áp bức và đấu tranh vẫn đang bùa vây khắp nơi. Eo biển Đài Loan tưởng đã bất sụp sôi sau khi tàu sân bay của Mỹ và Trung Quốc rời đi. Thế nhưng trước cơn bão mặt biển thường tĩnh lặng, có lẽ đấy chính là thời điểm Mỹ-Trung toàn tính những nước cờ thầm sâu nhất. Trên mặt trận ngoại giao, Trung Quốc lặp lại gian đe với Đài Loan, hòn đảo này tìm kiếm độc lập là tự sát. Về mặt quân sự, Bắc Kinh điều hàng loạt khí tài hoành tráng, tiến hành tập trận đổ bộ xuyên eo biển. Đáp lại, Mỹ lần đầu tiên bật đèn xanh cho tiêm kích Đài Loan thử tên lửa hàng nặng. Cuộc đối đầu không khoan nhượng Mỹ-Trung còn kéo theo hàng loạt nước khác vào cuộc. Đáng chú ý nhất, khi Úc vừa tỏ ý định hậu thuẫn Đài Loan lập tức bị Trung Quốc đe dọa cho nổ tung bằng loạt tên lửa đạn đạo. Không chỉ ở eo biển Đài Loan hay biển Đông, Mỹ-Trung còn so kè nhau gay gắt về vấn đề nhân quyền, tranh giành sức ảnh hưởng các vùng đất chiến lược mới và có cả cuộc chiến ngoài vũ trụ. Thế nhưng sức nóng mà Mỹ Trung châm ngòi trong tuần qua vẫn không đọ được với những gì đang xảy ra ở trào lửa Trung Đông. Bầu trời Israel rực sáng những tia lửa hủy diệt khi niềm tự hào lá chắn vòng sắt không thể đánh chặn hết cơn mưa hàng ngàn quả rocket từ giải Gaza. Tức giận lên đỉnh điểm, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Hamas phải trả giá rất đắt khi tấn công Israel. Những cuộc không kích liên hoàn dẫn đến cảnh tượng hoang tàn ở nhiều thành phố Israel và dài Gaza với con số tử vong lên tới hàng trăm người. Bên cạnh các cuộc giao tranh ác liệt thì khủng hoảng dịch bệnh Covid-19 còn đeo bám dai dẳng nhân loại mà tâm dịch hiện nay chính là Ấn Độ. Lò hỏa táng rực cháy suốt ngày đêm, nóng chảy vì hoạt động quá công suất, trong khi đó, hàng chục đến hàng trăm thi thể nghi là bệnh nhân Covid-19 đã giảm vào bờ sông Hằng Linh Thiêng. WHO cuối cùng đã xếp biến chủng ở Ấn Độ vào nhóm đáng lo ngại toàn cầu. Nhưng liệu lời cảnh báo mới đây của WHO có thể giúp Ấn Độ và toàn thế giới ngăn chặn được biến thể lây lan? Địa ngục Covid-19 còn giam cầm gần 1,4 tỷ người dân Ấn Độ trong bao lâu nữa? Vì sao giới chức nước này chưa phong tỏa? Một cuộc chiến tranh toàn diện có phải đã được châm ngòi bùng nổ giữa Hamas và Israel? dưới những vỏ bọc thiện trí cùng phát ngôn kêu gọi hòa bình. Lời nói nào của Mỹ và Trung Quốc mới là thật? Hay tất cả chỉ toàn là những nước cờ chính trị? Bắc Kinh có những điểm yếu nào mà Washington có thể khai thác để kìm hãm sự trỗi dậy ngang ngược quá mức? Mời quý vị tìm câu trả lời cho riêng mình sau khi cùng Thu Hiền điểm qua những sự kiện nóng bỏng và đáng chú ý nhất trên thế giới tuần qua. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin Thế giới trong tuần của FBC ngay sau đây. Quý vị đang đến với Thế giới trong tuần trên FBC. Tôi là Thu Hiền, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Đài Loan ngay đầu tuần đã có động thái chọc giận Trung Quốc. Đó là do ngày 10 tháng 5, thì lãnh đạo Thái Anh Văn đã phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen. Trong đó, bà nhấn mạnh những nỗ lực của Đài Loan nhằm tăng cường khả năng quốc phòng và bảo vệ nền dân chủ của hòn đảo. Theo đó, thì bà Thái cam kết rằng Đài Loan sẽ đứng cùng với tất cả các quốc gia để bảo vệ tự do. Bà nhấn mạnh rằng hơn bao giờ hết, Đài Loan đang là mục tiêu của các thông tin sai lệch, cưỡng ép kinh tế và đe dọa quân sự, và hòn đảo cũng đang tích cực tăng cường năng lực quốc phòng bảo vệ nền dân chủ của mình. Về hợp tác quốc tế, thì bà Thái nhấn mạnh vai trò của Đài Loan trong thời kỳ hậu đại dịch. Dù hòn đảo đã bị loại khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO từ lâu, nhưng Đài Loan vẫn cam kết giúp đỡ những người gặp khó khăn với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đáng chú ý là bà Thái nhấn mạnh sự sát cánh của Mỹ để giúp đỡ hòn đảo chống lại Trung Quốc là một điều mà Đài Loan luôn cảm kích ngay sau những phát biểu của bà thái ở copenhagen thì phía trung quốc liền đáp trả gay gắt bà chu phượng liên là phát ngôn viên văn phòng các vấn đề của đài loan của chính phủ trung quốc tuyên bố cách tốt nhất để tránh chiến tranh giữa hai bờ eo biển là chính quyền do đảng dân chủ tiến bộ điều hành ở đài bắc phải ngưng ngay các hành động ủng hộ độc lập cũng như ủng hộ các thế lực theo đuổi độc lập quý vị đang đưa những người yêu nước chân chính ở đài loan vào thế rủi ro nghiêm trọng và quý vị sẽ phải chịu những hậu quả thảm khốc Song song với đe dọa về ngoại giao, thì Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn về quân sự. Khi chỉ trong vòng nửa tháng qua, thì các máy bay Trung Quốc đã hơn chục lần xâm nhập không phận Đài Loan. Theo ông Ngô Chiêu Tiếp đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan, thì việc Trung Quốc gây sức ép trên tất cả các mặt trận như ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, văn hóa và gián điệp là cách tổng thể để Trung Quốc gây áp lực tối đa buộc hòn đảo này phải quy thuận. Ông Ngô khẳng định Đài Loan sẽ không bao giờ đầu hàng trước dã tâm của cường quốc bên kia eo biển. Song song với những phát biểu đánh thép, thì quân đội Trung Quốc PLA vào hôm 9 tháng 5 còn tiến hành tập trận tấn công đổ bộ xuyên eo biển với nhiều nhánh quân khác nhau, với mục đích không gì khác là gian đe Đài Loan. Cuộc diễn tập huy động nhiều khí tài hiện đại như tàu đổ bộ Type 071, xe thiết giáp lội nước Type 05 và tàu đổ bộ đệm khí Type 726, tất cả nhằm tăng cường khả năng phối hợp của các binh chủng và khí tài của Trung Quốc trong nhiệm vụ tấn công chiếm đảo. Thời báo Hoàn Cầu cho rằng thông qua việc công bố chi tiết cuộc tập trận, thì PLA muốn chứng minh khả năng tấn công áp đảo lực lượng Đài Loan và các thế lực hậu thuẫn hòn đảo. Thực vị Trung Quốc tăng cường đe dọa, Đài Loan cũng không thể nhẫn nhịn hay đấu võ mồm mà cần có sự chuẩn bị kỹ càng về khí tài quân sự. Vừa qua, thì truyền thông Đài Loan đưa tin Mỹ đã đồng ý cho tiêm kích của hòn đảo được thử tên lửa hạng nặng. Theo đó, thì bốn tiêm kích F-16V, hai chỗ ngồi đã xuất phát từ căn cứ Giang Nghĩa tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật Mỗi chiếc F-16V mang theo hai tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 cùng hai tên lửa tầm ngắn AIM-9 Sidewinder. Trước đây, thì Mỹ luôn ngăn Đài Loan tiến hành các cuộc diễn tập phóng tên lửa AIM-120 do lo ngại Trung Quốc sẽ phản ứng mạnh. Tuy nhiên, truyền thông Đài Loan cho hay Washington lần này lại bật đèn xanh cho cuộc phóng thử sau khi máy bay quân sự của Trung Quốc liên tục áp sát đảo Đài Loan và tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông. Cuộc tập trận vào hôm 11 tháng 5 là lần đầu tiên mà tên lửa hạng nặng AIM-120 được bắn thử ở Đài Loan. Thực vị Trung Quốc không từ bỏ tham vọng sắp nhập Đài Loan, hòn đảo thì kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Nhưng câu hỏi là Bắc Kinh sẽ cụ thể hóa kế hoạch của mình ra sao, chiến thuật để giành chiến thắng là gì? Về vấn đề này, thì Taiwan News vừa dẫn lời một nhà phân tích chiến lược quân sự tại Viện Chính sách Đài Loan, ông Chi Trung, Ông cho biết rằng quân đội Trung Quốc đang để lộ một kế hoạch điều chỉnh chiến thuật cho cuộc xâm lược Đài Loan trong tương lai gần. Cụ thể, ông Chi Trung cho rằng Trung Quốc có thể sở hữu lượng lớn vận tải cơ hạng nặng như Tây An I-20 và An-225 vào năm 2025. Điều này sẽ giúp cho không quân Trung Quốc gọi tắt là PLAA sở hữu năng lực triển khai lực lượng chiến lược đường không vốn cần thiết cho những hoạt động tác chiến quy mô lớn. Vị chuyên gia Đài Loan cũng cho biết, vào cuối năm 2017, máy bay cỡ trung bình và cỡ lớn chỉ chiếm 24,7% trong độ bay vận tải của PLAA và không có máy bay vận tải hàng nặng nào. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong những năm tới với sự xuất hiện của những chiếc Y-20 điều này chứng tỏ rằng PLA đang tiếp tục cải thiện khả năng vận tải bằng trực thăng và tấn công đường không. Ngoài ra, mới đây tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Hải quân PLA cũng vừa được đưa vào biên chế và hứa hẹn sẽ là một quân bài chủ lực của Trung Quốc trên Biển Đông. Tất cả những nỗ lực này sẽ vẽ ra một lộ trình tấn công Đài Loan thay đổi đáng kể của quân đội Trung Quốc vào năm 2025. Bởi lẽ khi đó Bắc Kinh có khả năng sẽ tiến hành các hoạt động đổ bộ xa bờ và qua eo biển Đài Loan thế nhưng theo nhà phân tích Su Juseun thuộc viện nghiên cứu an ninh và phòng thủ Đài Loan INDSR, Trung Quốc dù thay đổi chiến thuật cũng khó có thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột quân sự ở hai bờ eo biển Đài Loan do nhiều hạn chế về năng lực quân sự lý giải cho quan điểm của mình ông Su nói thêm vẫn còn phải xem liệu các loại khí tài quân sự mới mà Trung Quốc giới thiệu gần đây có hiệu quả hay không chúng còn nhiều nhược điểm về chất lượng và tính năng bao gồm khả năng phòng vệ của xe thiết giáp và tuổi thọ động cơ tiêm kích đó cũng là một vài thước đo chính về sức mạnh chiến đấu thực sự của quân đội Trung Quốc. Càng ngày, thì những động thái của Trung Quốc càng trở nên hùng hãn hơn để phục vụ mục đích thâu tóm Đài Loan, khiến cho các cường quốc khu vực cũng không thể lơ là cảnh giác. Trang tin New Asian Times vào tuần qua đăng bài bình luận dự báo về những tác động nghiêm trọng đối với Ấn Độ và Nhật Bản nếu như Trung Quốc thực sự nuốt chọn Đài Loan theo đó có hai tác động nghiêm trọng sẽ xảy ra đối với phần còn lại của thế giới nếu đài loan nằm dưới sự kiểm soát của trung quốc thứ nhất đài loan nằm ở vị trí hạt nhân trong chuỗi đạo thứ nhất tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với sự ổn định và tình vượng của khu vực ngoài ra hòn đảo cũng có vị trí chiến lược về phòng thủ của nhật bản và vị thế của mỹ ở tây thái bình dương một khi nó sụp đổ an ninh của nhật bản và các đồng minh khác của mỹ ở châu á sẽ bị đe dọa nghiêm trọng nó sẽ mang lại cho trung quốc một lợi thế địa chính trị lớn bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận không bị gián đoạn đến ấn độ dương thái bình dương và làm giảm an ninh của tokyo ở sườn phía nam thứ hai sự kiểm soát của trung quốc đối với đài loan sẽ gây ra một số hậu quả bất lợi cho việc sản xuất chip máy tính quan trọng bao gồm mạch tích hợp hoặc chất bắn dẫn mà chất bắn dẫn được biết là trái tim của tất cả các thiết bị điện tử và hệ thống điện viễn thông bộ điều khiển công nghiệp và thiết bị sản xuất hệ thống ô tô hệ thống điện tử hàng không và hệ thống vũ khí tiên tiến Do vậy, vai trò quan trọng của Đài Loan trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu khiến nó trở nên cực kỳ quan trọng đối với ngành công nghiệp toàn cầu và thậm chí còn là một giải thưởng lớn cho Bắc Kinh nếu hoàn thành quá trình sát nhập. Ấn Độ cũng rất quan tâm đến sự an toàn của Đài Loan là bởi vì nước này rất yếu trong sản xuất chất bán dẫn và phụ thuộc nhiều vào hòn đảo này. Mặc dù 65% lượng hàng điện tử nhập khẩu lớn của Ấn Độ là từ Trung Quốc, nhưng thực tế vẫn là hầu hết các sản phẩm điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc được sản xuất bằng chip Đài Loan. Theo Chủ tịch Tập đoàn Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan TSMC Mark Liu, Đài Loan là lá trắng silicon. Điều đó có nghĩa là thế giới cần sự hỗ trợ của ngành công nghiệp công nghệ cao của Đài Loan. Vì vậy, họ sẽ không để chiến tranh xảy ra ở khu vực này vì nó đi ngược lại lợi ích của mọi quốc gia trên thế giới. Đài Loan vốn nằm tách biệt giữa biển nhưng muốn tồn tại thì chính quyền hòn đảo không thể cô lập họ với cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy mà Đài Loan luôn nỗ lực gia nhập các tổ chức toàn cầu, bao gồm cuộc họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên yêu cầu được tham gia của Đài Loan đã bị WHO bỏ qua lần thứ năm liên tiếp. Bất chấp năm 2021 này, đại dịch trở thành vấn đề nhức nhối toàn cầu và Mỹ cũng như các nước phương Tây đã ra sức hậu thuẫn, kêu gọi không loại bỏ đại diện hòn đảo khỏi cuộc họp chung của ngành y tế thế giới. Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận với giọng điệu hung hăng của chính phủ Trung Quốc vừa dẫn lời các nhà phân tích cho rằng Đảng Dân Chủ Tiến Bộ của Đài Loan với quan điểm ly khai chính là nguyên nhân khiến cho Đài Loan không được tham gia vào WHO. Chuyên gia giấu tên còn nêu quan điểm rằng chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden và các nước phương Tây chỉ xem Đài Loan là con tốt trong bàn cờ địa chính trị chống lại Trung Quốc. Họ không hề quan tâm đến vấn đề y tế của Đài Loan. Vì vậy, đường tắt để Đài Loan trở lại họp với KFHA là tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và xin phép Bắc Kinh, thay vì cầu viện Washington và châu Âu. Hoàn Cầu còn dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh chỉ trích gay gắt chính quyền của bà Thái Anh Văn. Bà Hoa nói, Kể từ khi đảng dân tiến lên nắm quyền năm 2016, họ khăng khăng giữ quan điểm ly khai, hoàn toàn từ chối công nhận cả Đại lục và Đài Loan đều thuộc về một Trung Quốc. Vì vậy, nền tảng chính trị cơ bản để Đài Loan tham gia vào WHA không tồn tại. Đáp lại những phát ngôn của Trung Quốc, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Đài Loan ông Ngô Chiêu Tiếp cho rằng Bắc Kinh chỉ biết tung ra những lời nói dối vô liêm sỉ và không hề có ý định muốn Đài Loan tham gia vào WHA, bất chấp những nỗ lực của hòn đảo trong chống dịch COVID-19 và các đóng góp cho y tế toàn cầu. Đồng quan điểm, Người phát ngôn cơ quan ngoại giao Đài Loan, bà Âu Giang An cũng tố cáo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là trái với sự thật. Theo bà Âu, việc Bắc Kinh ngăn cản đại diện Đài Loan họp WHA đã chứng tỏ hành vi bá quyền, đặt chính trị lên trên sức khỏe của hơn 23 triệu người dân Đài Loan. Trên mặt trận ngoại giao và tăng cường sức ảnh hưởng, Đài Loan liên tục đếm trải cay đắng trong thời gian gần đây. Chẳng hạn như quan hệ giữa hòn đảo và đồng minh Honduras đang đứng trước thử thách cam gò sau khi quốc gia Trung Mỹ nhờ cậy vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc. Cụ thể, Bộ Y tế Honduras hôm 10 tháng 5 cho biết đã nhờ nước láng giềng El Salvador phá vỡ rào cản về địa chính trị và xúc tiến thương vụ mua vaccine với Trung Quốc. El Salvador từng được Honduras giúp đỡ nên đứng ra làm trung gian trong vụ mua bán vaccine. Nước này cũng đã cắt quan hệ với Đài Loan từ năm 2018 sau khi bị Bắc Kinh cảnh báo. Trong khi đó, Honduras là một trong số 15 đồng minh còn giữ quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan. Hai bên vừa kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ vào tháng 4 vừa qua. Trong đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đề cao sự hợp tác song phường trong các lĩnh vực từ thương mại đến ứng phó với các thảm kịch thiên tài. Đúng như câu nói, lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Đại dịch Covid-19 đã đặt ra bài toán khó cho việc giữ gìn các đồng minh của Đài Loan trong bối cảnh Bắc Kinh ra sức đẩy mạnh chính sách ngoại giao vaccine. Ví dụ như, quan hệ giữa Đài Loan với Paraguay đã có thời gian đến bờ vực dạn nứt do Paraguay gặp áp lực thiếu hụt vaccine ngừa Covid-19. Tuy nhiên, Đài Loan đã nhanh chóng sửa ấm tình hữu nghị hai bên khi giúp cho Paraguay được đảm bảo nguồn cung vaccine từ Ấn Độ vào tháng 4 vừa qua. Liên quan đến đồng minh Honduras của Đài Loan bất ngờ quay lưng với hòn đảo, thì Mỹ mới đây cũng xen vào mối quan hệ phức tạp này. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định đứng về phía Honduras và chỉ trích việc sử dụng nguồn cung vaccine cho mục đích chính trị. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Reuters rằng quan hệ giữa Đài Loan với các nước khu vực Mỹ-Latin bao gồm Honduras là giúp củng cố giá trị dân chủ và phát triển bền vững. Quan chức ngoại giao của Mỹ cho biết Mỹ sẽ đứng về Honduras trong khoảng thời gian khó khăn, tuy nhiên không nêu kế hoạch hỗ trợ vaccine cho nước này hay tiết lộ cụ thể thêm điều gì. Theo Reuters, Trung Quốc, Nga và Mỹ đang cố gắng thắt chặt mối quan hệ với các đối tác và đồng minh để kiểm soát thế trận trên bàn cờ chính trị toàn cầu thông qua cái gọi là chính sách ngoại giao vaccine. Tuy nhiên, Trung Quốc nơi đã xuất khẩu hàng triệu liều vaccine cho các nước đang phát triển liên tục bác bỏ mục đích sử dụng vaccine như một cầu nối ngoại giao và gây áp lực cho những quốc gia khác. Quý vị đang theo dõi Thế giới trong tuần trên FBNC. Thực vị cũng với giọng điệu mang mùi thuốc súng thì Trung Quốc không chỉ răn đe Đài Loan mà còn nhắm mục tiêu vào một cường quốc khu vực châu Á Thái Bình Dương đang tỏ ra xích lại gần hơn với hòn đảo đó chính là Úc, một thành viên bộ tứ kim cương và vốn có nhiều mâu thuẫn chồng chất với Trung Quốc. Mới đây thì ông Hồ Tích Tiến là tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu đã kêu gọi quân đội Trung Quốc dùng tên lửa tầm xa để bắn nát Úc nếu như nước này gửi quân tới eo biển Đài Loan. Cụ thể ông Hồ Tích Tiến viết trong một bài báo rằng tôi đề nghị Trung Quốc lên kế hoạch trả đũa mang tính trừng phạt nhằm vào nước Úc nếu quân đội nước này can dự vào tình hình eo biển Đài Loan. Kế hoạch này bao gồm tấn công tầm xa vào các cơ sở quân sự và cơ sở trọng yếu có liên quan trên đất Úc nếu Canberra thực sự đưa quân đến các khu vực ngoài khơi Trung Quốc và chiến đấu chống lại quân đội nước này. Trung Quốc có các tên lửa đạn đạo tầm xa đủ sức vương tới lãnh thổ của Úc và Mỹ. Trong trường hợp chiến sự bùng nổ, Bắc Kinh có thể sử dụng các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Đông Phong để tấn công một số căn cứ chung của Mỹ và Úc trên đất Úc. Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang rơi vào bế tắc từ thương mại đến đại dịch Covid-19, nhân quyền và tranh chấp biển Đông. Cũng liên quan đến quan hệ căng thẳng Úc-Trung, thì Ngoại trưởng Anthony Blinken vào hôm 13 tháng 5 cho biết Washington sẽ không để Canberra một mình khi đối mặt với sự ép buộc kinh tế từ Bắc Kinh. Cụ thể, trong cuộc họp báo với người đồng cấp Úc Murray Spain, thì Ngoại trưởng Mỹ khẳng định rằng tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ không để Úc một mình khi đối mặt với sức ép buộc kinh tế từ Trung Quốc washington đã nói rõ với bắc kinh rằng những hành động như vậy nhằm vào các đối tác và đồng minh thân cận nhất của chúng tôi sẽ cản trở nỗ lực cải thiện trong quan hệ của mỹ với trung quốc washington nhiều lần cáo buộc chỉ trích bắc kinh bắt nạt các nước láng giềng nhằm hưởng lợi trong cạnh tranh tổng thống mỹ joe biden cũng tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh ở ấn độ thái bình dương để đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của trung quốc hàng loạt động thái gia tăng sức ảnh hưởng đồng thời kìm chân lẫn nhau của Mỹ và Trung Quốc không chỉ diễn ra ở eo biển Đài Loan mà còn có một chiến địa khác cũng sụp sụp kém, đó chính là Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu mới đây đã tố cáo quân đội Mỹ đã thuê một tàu dân sự bí ẩn từ Naui để thực hiện các hoạt động do thám trên Biển Đông và gần đảo Đài Loan, Tàu do thám được hoàn cầu nhắc tới là Grand Canyon 2, vốn là tàu hỗ trợ xây dựng công trình đa nhiệm, có liên kết với Helix Energy, một tập đoàn trong ngành dầu khí và có quan hệ chặt chẽ với quân đội Mỹ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn dữ liệu từ Tổ chức Sáng kiến Đo lường Tình hình Chiến lược Biển Đông, viết tắt là SCSBI cho biết, tàu Grand Canyon 2 có thể đã có nhiều hoạt động bí mật trên các vùng biển gần Trung Quốc. Đầu tháng 3, con tàu từ lãnh thổ Guam của Mỹ đến Yokosuka, Nhật Bản, sau đó, tàu hoạt động gần Đài Loan và trên biển Đông trong suốt tháng 4 khiến Bắc Kinh không khỏi đoán già đoán non. Dữ liệu từ tổ chức chiến lược của Trung Quốc cho thấy, con tàu đã neo đậu tại Đài Trung và Cao Hùng của Đài Loan, cũng như từng đến Nagasaki và Yokosuka của Nhật Bản. Hai thành phố đều có căn cứ của hải quân Mỹ. Tiếp đó, thời báo Hoàn Cầu đã dẫn lời ông Wang Dong Su, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nhận xét Mỹ đã không ít lần dùng tàu dân sự để thực hiện các mục đích quân sự. Riêng hoạt động đáng ngờ của tàu Grand Cajon lần này có lẽ là do thám và thu thập thông tin tình báo gần Đài Loan. Con tàu có thể thu thập tín hiệu vô tuyến, đặt thiết bị dò tìm xuống biển để khảo sát thủy văn hoặc thậm chí sử dụng các thiết bị sóng sonar để theo dõi hoạt động của tàu ngầm. Chuyên gia Bắc Kinh nhấn mạnh, Mỹ còn có thể dùng con tàu này như một căn cứ bí mật. Từ đây, các đặc vụ có thể sử dụng để đi lại và ngụy trang cho nhiều hoạt động khác. Bắc Kinh cho rằng, việc Washington dùng các phương tiện dân sự để tiến hành do thám, thay vì điều động khí tài hiện đại của quân đội là nhằm tránh gây căng thẳng ngoại giao hoặc thậm chí là xung đột leo thang giữa hai đại kinh địch Mỹ Trung. Căng thẳng leo thang trên Biển Đông với Trung Quốc còn khiến một số bên tạo ra thêm hành động ngang ngược. Thực vị theo CNN Philippines, quân đội nước này đang muốn chuyển đổi đảo Thị Tứ thành trung tâm quân sự trong bối cảnh mâu thuẫn với Trung Quốc leo thang. Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines chiếm đóng phi pháp. Trung tướng Prielto Sobejana là người đứng đầu lực lượng vũ trang Philippines vào hôm 10 tháng 5 cho biết, quân đội nước này sẽ chuyển đổi đảo Thị Tứ thành một trung tâm hậu cần, đồng thời thiết lập một hệ thống giám sát có độ phân giải cao nhằm tăng cường khả năng nhận diện tình huống khi xung đột có nguy cơ bùng nổ ở biển Đông. Theo trung tướng Sobejana, hiện có ít nhất 10 tàu hải quân Philippines tuần tra trên biển Đông, nhưng chúng phải trở về căn cứ thuộc tỉnh Palawan cách rất xa nếu cần tiếp nhiên liệu hoặc sửa chữa việc Philippines cải tạo đảo Thị Tứ sẽ giúp khắc phục được hạn chế này. Dù vậy, quân đội sẽ cần phải được chính phủ Philippines xem xét về ngân sách trước khi tiến hành cải tạo. Căng thẳng trên Biển Đông đã leo thang trong những tuần gần đây. Hôm 3 tháng 5, Ngoại trưởng Philippines ông Tedoro Loxin thậm chí đã băng tục khi chỉ trích Bắc Kinh trên Twitter, cáo buộc bị tàu Trung Quốc cản trở ở bãi cạn Scarborough. Đối với hành động của các bên gây căng thẳng trên Biển Đông, Việt Nam nêu lên lo ngại và phản đối. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đại diện Bộ Ngoại giao cũng khẳng định mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không có sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Dù liên tục tăng cường sức mạnh hải quân phục vụ cho tham vọng xưng bá khắp vùng biển châu Á, nhưng Trung Quốc cũng vấp phải nhiều trở ngại to lớn. Tàu tấn công đổ bộ tối tân Hải Nam thuộc type 0715 vừa được Trung Quốc đưa vào biên chế vào hôm 23 tháng 4 đã để lộ điểm yếu nghiêm trọng so với các tàu chiến đổ bộ của Mỹ và Nhật Bản. Các chuyên gia chê bai nhiều yếu tố của Type 075, bất chấp việc nó là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất của Trung Quốc với lượng choán nước khoảng 40.000 tấn, có thể chở khoảng 30 máy bay trực thăng và hàng trăm binh sĩ. Điểm yếu của Type 075 là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây! Theo nguồn tin từ tờ South China Morning Post dẫn lời các chuyên gia quốc phòng phân tích rằng, hiện tại Trung Quốc chưa hề sở hữu được dòng máy bay chiến đấu nào có cánh cố định mang khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, gọi tắt là VTOL, để phối hợp cùng các căn cứ hải quân di động Tip 075. Việc thiếu năng lực VTOL cho thấy khoảng cách đáng lưu ý giữa tàu tiếp 075 Trung Quốc và các tàu của Mỹ như tàu chiến đổ bộ lớp USS Wasp, thậm chí khi so sánh với tàu sân bay trực thăng lớp Izumo của Nhật Bản, vốn được trang bị phối hợp cùng máy bay chiến đấu F35B và các máy bay VTOL khác, tàu đổ bộ tấn công tối tân tiếp 075 của Bắc Kinh hoàn toàn có thể bị thất thế. Chuyển sang những diễn biến mới trong tuần qua về cuộc chiến không khoan nhượng giữa Bắc Kinh và Washington về vấn đề nhân quyền và về các vùng chiến sự cam go trên toàn thế giới. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cáo buộc chính phủ Trung Quốc đàn áp tôn giáo biến toàn bộ khu vực Tân Cương trở thành một nhà tù ngoài trời khổng lồ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quan ngại về việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cùng nhiều dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương thông qua việc cưỡng chế giam giữ hàng triệu người, cưỡng bức lao động, triệt sàn cùng nhiều hình thức ngược đãi cả về thể xác và tinh thần khác. Ngoại trưởng Anthony Blinken phát biểu, Trung Quốc đang tiếp tục tội ác chống lại loài người và hành vi diệt chủng. Trong khi đó, Trung Quốc khăng khăng nói với các trại tập trung ở Tân Cương chỉ là trung tâm dạy nghề và được duy trì nhằm chống chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, Ông Daniel Naden, từ văn phòng tự do tôn giáo quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, lại cho biết tình hình ở Tân Cương vô cùng thảm khốc. Điều mà chính phủ Trung Quốc tạo ra, đó thật sự là một nỗ lực đầy tham vọng để biến cả khu vực Tân Cương trở thành nhà tù ngoài trời, trích lời ông Naden phát biểu trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 5. Quan chức Mỹ cho biết, người Duy Ngô Nhĩ và các sắc tộc thiểu số bị giám sát khắc khe. Thậm chí, chính phủ Trung Quốc còn cài người sinh sống giữa các nhóm cư dân người Duy Ngô Nhĩ để phát hiện và dập tắt mọi ý đồ phản đối giới chức. Quan chức cấp cao Mỹ nêu quan điểm rằng, cùng với Triều Tiên, Trung Quốc là một trong những nơi vi phạm nghiêm trọng nhất quyền tự do tôn giáo của người dân. Cũng liên quan đến tranh cãi để lửa giữa Trung Quốc với phương Tây trong tuần qua về vấn đề người Duy ngôn Nhĩ ở Tân Cương, phía Úc đã tham chiến, viện chính sách chiến lược Úc ASPI và hôm 12 tháng 5 đã dẫn nguồn từ chính số liệu của chính phủ Trung Quốc đưa ra báo cáo rằng, tỷ lệ sinh ở khu tự trị Tân Cương đã suy giảm nghiêm trọng chưa từng có trong tiền lệ từ năm 2017, từ khi Bắc Kinh bắt đầu chiến dịch kiểm soát sinh sản ở khu vực. Theo đó, thì tỷ lệ sinh ở Tân Cương đã giảm đến gần một nửa từ năm 2017 đến năm 2019. Và tại các huyện có đông người duy ngô nhĩ sinh sống, thì tỷ lệ sinh còn lao dốc thẳng đứng hơn các huyện khác. Đáp lại báo cáo mới đây của Viện Chính sách Úc, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh vào hôm 13 tháng 5 đã gay gắt lên tiếng bác Chính bỏ. Bà Hoa khẳng định rằng dân số người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương có mức tăng nhanh hơn so với người Hán giai đoạn từ 2010 đến 2018. Và chính sách kế hoạch hóa sinh sản ở Tân Cương không phải nhắm mục tiêu vào các dân tộc thiểu số. Bà Hoa tiếp tục chỉ trích số liệu từ phía Úc là ngụy tạo dựa trên những lời nói dối vô liêm sỉ và thông tin sai lệch mang mục đích chính trị giống như Mỹ và nhiều quốc gia khác. Trước đó vào ngày 12 tháng 5 thì Mỹ, Đức, Anh đã đồng loạt phản đối Trung Quốc tại cuộc họp Liên Hiệp Quốc liên quan đến vấn đề ngược đãi người Duy Ngôn Nhĩ ở Tân Cương. Động thái này chọc giận Bắc Kinh khi Trung Quốc từng ra sức vận động hành lang các nước thành viên Liên Hợp Quốc không tham gia vào cuộc họp trực tuyến này. Thực vị hàng trăm người Nhật đã tập trung xuống đường vào hôm 9 tháng 5 ở thủ đô Tokyo, phản đối các vi phạm nhân quyền trên khắp châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc, và kêu gọi các nước tôn trọng tự do dân chủ. Đây là cuộc biểu tình của nhiều nhóm hoạt động nhân quyền ở châu Á. Họ đã tập trung trước Đại học Liên Hợp Quốc ở quận Shibuya, Đám đông hô vang các khẩu hiệu như lên án Trung Quốc, hãy dừng tội ác với người Duy Ngô Nhĩ, hãy cứu lấy người dân nội mông. Nhóm biểu tình ủng hộ người dân ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Hồng Kông đấu tranh bảo vệ quyền lợi cơ bản của họ sau khi Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền ở các khu vực nói trên. Cùng với sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ Trung Quốc còn củng cố giấc mộng bá vương của họ bằng cách liên thủ với các cường quốc khác mà nổi bật nhất là Nga, nước có chung đại kinh địch Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở mức tốt nhất trong lịch sử. Đồng thời, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng trước cũng cho biết rằng Moscow và Bắc Kinh đang thắt chặt quan hệ đối tác thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia. Những phát biểu hào nhoáng nói trên là cơ sở cho thời báo Hoàn Cầu ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc đăng bài cảnh báo rằng Mỹ và đồng minh sẽ gặp ác mộng nếu còn tỏ ra hung hăng, dám đối đầu với Nga và Trung Quốc. Hoàn Cầu cho rằng sức mạnh của Bắc Kinh và Moscow đã vượt trội trong thời gian gần đây. Tờ báo viết, sức mạnh kết hợp của Trung Quốc và Nga đã vượt hẳn so với thời kỳ khối Liên Xô Đông Âu cũ. Sức mạnh về kinh tế, khoa học và quân sự của Nga Trung không chỉ đạt quy mô khổng lồ mà còn gây ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ thế giới. Bất kỳ ai thô bạo thách thức sự thật này sẽ khiến cho Trung Quốc và Nga liên thủ để phản đòn tàn khốc. Đó chắc chắn là một cơn ác mộng tồi tệ. Giọng điệu gay gắt của kênh truyền thông chính phủ Trung Quốc là nhằm đáp trả với tuyên bố chung gần đây của nhóm G7 sau cuộc họp cấp cao ở London. Theo đó, đại biểu nhóm 7 nền kinh tế phát triển nhất trí ngăn chặn mối đe dọa đến an ninh toàn cầu từ Nga và Trung Quốc. Gần đây, phương Tây cũng đã bất đồng gay gắt với Nga Trung trong các vấn đề về thuộc làn ranh đỏ, bao gồm Ukraine và Đài Loan. Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington cần phải duy trì vị thế sức mạnh trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh, đồng thời kêu gọi các đồng minh của Mỹ chủ động hơn khi ứng phó với các thử thách lớn mà Trung Quốc và Nga tạo nên. Chính phủ Mỹ dành nhiều thời gian quan tâm đến loạt căng thẳng ở Trung Đông, Triều Tiên hay Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Fox News, thì một điểm nóng có thể bùng nổ xung đột mới chính là Bắc Cực, là nơi mà Hoa Kỳ đang tỏ ra lép vế so với Nga và Trung Quốc. Bắc cực là vùng đất giàu tài nguyên có ý nghĩa chiến lược quan trọng và có tiềm năng cung cấp tuyến hàng hải quan trọng khi băng tan do biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo ông Nick Soham, là nhà sáng lập Viện nghiên cứu wallex về an ninh Bắc cực, thì khả năng khai phá của Mỹ ở vùng này vô cùng hạn chế. Vị thế của Mỹ ở Bắc cực không hề tốt, nó thật là chưa bao giờ tốt trong vòng 10 đến 20 năm qua. Trích lời của ông Soham nói với Fox News. Chuyên gia chỉ ra, Mỹ gần như lệ thuộc vào một chiếc tàu phá băng cỡ lớn duy nhất Polar Star. Dù con tàu đã 40 năm tuổi, tuần duyên Mỹ cũng chỉ có thêm một tàu phá băng cỡ trung là Heli. Trong khi đó, các siêu cường đối đầu với Mỹ như Nga và Trung Quốc đã dành nhiều năm tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ ở Bắc Cực. Nga có hàng chục tàu phá băng, nhiều tàu dư sức đối đầu với Polar Star của Mỹ. Trung Quốc có ba tàu phá băng cỡ trung và dự định biên chế thêm. Chuẩn đô đốc Mỹ John McGeer, quan chức tuần duyên Mỹ, cho biết với Fox News rằng Trung Quốc nhìn nhận Bắc Cực là nơi có nhiều tiềm năng kinh tế rất lớn, Bắc Kinh thèm khát nguồn khoáng sản và năng lượng ở khu vực này, cũng như muốn chiếm lĩnh tuyến đường biển phía bắc mà Trung Quốc cho là có thể biến thành con đường tơ lụa bắc cực. Gần đây, Trung Quốc đã tiếp cận mua lại một công ty đào vàng của Canada ở vùng Bắc Cực nhưng bị chính phủ Canada ngăn lại, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Suốt nhiều năm qua, Trung Quốc cũng nỗ lực mua các sân bay ở Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, tuy nhiên bị Mỹ cản trở năm ngoái trung quốc đã thành công chiếm được phần lớn quyền kiểm soát một hãng hàng không naui thông qua thu mua cổ phần từ nhiều cổ đông khác nhau có thể thấy trung quốc đang rao riết xây dựng cơ sở hạ tầng để từ đó tiến sâu hơn trong các cuộc chơi không khoan nhượng ở bắc cực trong khi đó, Nga cũng xây dựng các chính sách quân sự mới tập trung nhiều hơn vào Bắc Cực, bao gồm tái thiết cơ sở hạ tầng như các đường băng, tăng cường giám sát bảo vệ lãnh thổ ở khu vực này. Nga đã điều thêm hai tiêm kích MiG-31 đến Bắc Cực trong năm nay, cũng như thủy uy sức mạnh bằng video ba tàu ngầm phá băng với năng lực đáng gồm liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng ở thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm 8 tháng 5 đã khiến cho 60 người tử vong, phía Trung Quốc mới đây lên tiếng cho rằng hành động rút quân đột ngột của Mỹ chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Bắc Kinh cảm thấy rất sốc trước vụ tấn công và đau buồn sâu sắc vì con số tử vong quá lớn. Người phát ngôn còn nói rằng Washington cần chịu trách nhiệm trong vụ việc khi tiến hành rút quân khỏi Afghanistan cụ thể thông cáo từ bà hoa xuân oánh cho biết cần phải chỉ ra rằng việc mỹ đột ngột thông báo rút quân hoàn toàn khỏi afghanistan đã dẫn đến chuỗi các vụ tấn công xảy ra trên khắp đất nước này làm trầm trọng thêm tình hình an ninh đe dọa hòa bình ổn định cũng như tính mạng và sự an toàn của người dân Trung Quốc kêu gọi các lực lượng quân đội nước ngoài phải nỗ lực đảm bảo sự an toàn cho người dân tại Afghanistan và khu vực, tiến hành rút quân một cách có trách nhiệm và tránh kích động thêm bất kỳ xung đột nào nữa. Theo báo Sao China Morning Post, dư luận quốc tế đã bày tỏ nhiều lo ngại ở cả Afghanistan và nước láng giềng Trung Quốc về khoảng trống an ninh mà Mỹ và NATO để lại sau khi hoàn tất rút quân. Khoảng 2.500 đến 3.500 binh sĩ cuối cùng đang bắt đầu rời khỏi Afghanistan và sẽ hoàn tất việc này vào tháng 9, chấm dứt hai thập kỷ đóng quân ở quốc gia Nam Á. Trong khi đó, Bắc Kinh bấy lâu luôn lo ngại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ Afghanistan có thể tràn đến khu tự trị Tân Cương với hầu hết dân số theo đạo hồi. So kè Mỹ-Trung giờ đây không chỉ gói gọn ở châu Á-Thái Bình Dương hay vươn xa tận đến Trung Đông, Bắc Cực mà thậm chí lĩnh vực không gian đã trở thành một đường đua mới. Tuần qua, thì Mỹ chỉ trích nặng nề Trung Quốc khi để mảnh vỡ tên lửa Trường Trinh 5B rơi không kiểm soát xuống trái đất. Bình luận về chủ đề này, thì báo Nikkei cho rằng động cơ của Mỹ không chỉ thể hiện quan ngại về an toàn mà còn có mục đích sâu xa hơn. Theo đó, thì Washington muốn sớm thiết lập một bộ luật quốc tế về không gian và quyết tâm kìm hãm vào bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc để giành lợi thế trong cuộc chiến ngoài vũ trụ. Cộng đồng quốc tế dự kiến sẽ sớm thảo luận về các nguyên tắc hành xử trên không gian. Sự kiện có thể sẽ diễn ra tại Liên Hợp Quốc sớm nhất vào mùa thu năm nay. Thông qua việc lên tiếng kêu gọi các nước, đặc biệt là Trung Quốc, hành động có trách nhiệm trên không gian. Mỹ đã tuyên chiến với tham vọng của Bắc Kinh về quân sự hóa các hoạt động vũ trụ. Phát ngôn viên Lầu năm gốc John Kirby hôm thứ hai cho biết, "Chúng tôi muốn chứng kiến bất kỳ ai hoạt động trên không gian đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đảm bảo an toàn cho mọi cư dân trên trái đất." Trung Quốc phóng tên lửa Trường Chinh 5B vào cuối tháng 4 để phục vụ xây dựng trạm không gian của nước này. Trong khi một số mảnh vỡ nhỏ của tên lửa thường bị đốt cháy tại thời điểm rơi lại vào khí quyển, thì các tàn dư của tên lửa khổng lồ của Trường Chinh lại hạ cánh xuống Ấn Độ Dương vào hôm chủ nhật vừa qua. Chính phủ Mỹ chỉ trích vụ việc nói trên đe dọa tính mạng của người dân. Quan chức NASA Bill Nelson cáo buộc Trung Quốc thất bại trong đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về mảnh vỡ không gian. Trong khi đó, Trung Quốc phản bác cho rằng không có vấn đề gì về việc xử lý mảnh vỡ tên lửa Trường Chinh của họ. Quý vị đang cùng Thu Hiền điểm qua những diễn biến nóng nhất tuần qua trên toàn cầu và chúng ta không thể không nhắc tới cuộc khủng hoảng Covid-19 tàn khốc ở Ấn Độ nơi đang có từ 300 tới 400 000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ cũng khiến cả thế giới phải bàng hoàng. Sấp xỉ 4.000 sinh mạng đã bị dịch bệnh cướp đoạt trong mỗi 24 giờ trôi qua. Thậm chí các chuyên gia y tế cho rằng số người nhiễm bệnh và tử vong trên thực tế cao gấp nhiều lần mức được công bố. Trước tình hình đó, thì ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ Ấn Độ phong tỏa toàn quốc. Nhiều bang Ấn Độ đã chủ động ban hành lệnh phong tỏa nghiêm ngặt vào tháng trước, trong khi các nơi khác cũng siết chặt hạn chế chống dịch, bao gồm hạn chế di chuyển, đóng cửa dạp chiếu phim, nhà hàng, quán bar và trung tâm thương mại. Chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đang đứng trước áp lực ngày càng lớn về ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc, điều mà ông từng làm để khống chế làn sóng dịch đầu tiên vào hồi năm ngoái thủ tướng Modi bị chỉ trích nặng nề vì ưu tiên tranh cử hơn chống dịch khuyến khích tổ chức các hoạt động bầu cử đông đúc cùng với hàng loạt hoạt động lễ hội tôn giáo và thể thao mà đều đã biến thành các sự kiện siêu lây nhiễm gây ra hậu quả tàn khốc Ông Vipin Darang, giáo sư khoa học chính trị tại Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, viết trên Twitter rằng việc không phong tỏa là một thất bại mang tính lịch sự của chính phủ Ấn Độ. Hôm Chủ nhật vừa qua, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ tiến sĩ Anthony Fauci cũng khuyến nghị giới chức Ấn Độ cần phải phong tỏa. Hiệp hội Y tế Ấn Độ IMA cũng kêu gọi chính quyền Omodi tiến hành một đợt phong tỏa triệt để, có thông báo trước và lên kế hoạch kỹ càng. Ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, hơn 860 nhân viên y tế Ấn Độ đã qua đời, bao gồm 116 người hy sinh tính mạng chỉ trong vòng chưa tới một tháng giữa làn sóng Covid-19 thứ hai càn quét tàn khốc. Những tuần qua, thì các bệnh viện khắp Ấn Độ thiếu hụt nghiêm trọng bình oxy và giường điều trị, khiến các y bác sĩ càng đối mặt với áp lực kinh khủng và nguy cơ lây nhiễm tăng cao. Khi đồng nghiệp qua đời, trách nhiệm lại chuyển qua đôi vai của những người ở lại. Bác sĩ Jayala, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Ấn Độ IMA cho biết, chỉ trong 25 ngày qua, chúng tôi đã mất đi 116 y bác sĩ. Vì vậy, chúng tôi vừa phải gánh vác trách nhiệm của họ, vừa phải cùng động viên lẫn nhau về nỗi mất mát quá lớn này. Các bác sĩ ở tuyền tuyến đã hy sinh mạng sống để chống lại đại dịch Covid-19. Bác sĩ Chajalan cũng phản đối cách chống dịch yếu kém của chính phủ Ấn Độ. Chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi cho phép tổ chức các lễ hội tôn giáo, các giải đấu thể thao và tiến hành bầu cử quy mô lớn suốt nhiều tháng qua, biến chúng trở thành các sự kiện siêu lây nhiễm. Bác sĩ Jalayan đồng ý rằng biến thể B1617 mang đột biến kép đã góp phần khiến số ca nhiễm ở Ấn Độ tăng lên đột biến. Tuy nhiên, ông nói thêm, 90% nguyên nhân xuất phát từ sự tự mãn và thiếu hành động ứng phó của chính quyền ông Modi khi làn sóng dịch thứ hai ập tới. Bộ Y tế Ấn Độ ngày 9 tháng 5 thông báo nước này ghi nhận kỷ lục thêm gần 4.100 trường hợp qua đời trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ có hơn 4.000 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 lên hơn 242.000 trường hợp. Số ca nhiễm mới tại Ấn Độ cũng tăng thêm gần 404.000 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân lên hơn 22,3 triệu người. Khi dịch bệnh bùng phát thành khủng hoảng quá tầm kiểm soát, thảm cảnh ngoài sức tưởng tượng cũng đang diễn ra trên khắp đất nước Ấn Độ. Tại khúc sông Hằng chảy qua hai bang Bihar và Uttar Pradesh có đến hàng chục thi thể bị giạt vào bờ sông, giới chức nghi ngờ đó là thi thể những nạn nhân Covid-19 không được an táng. Hãng tin AFP trích lời một quan chức địa phương cho biết: "Sự việc xảy ra ở khúc sông Hằng tại quận Pusa, gần nơi tranh chấp Bihar và Uttar Pradesh, chúng tôi đã chỉ đạo giới chức xử lý các thi thể bằng cách chôn cất hoặc hỏa táng." Truyền thông quận Pusa cho biết số thi thể giạt vào bờ có thể lên tới 100 nhiều tử thi đang phân hủy và có thể đã ở dưới sông lâu ngày. Cư dân địa phương tin rằng các thi thể bị thả xuống sông vì các khu hỏa táng quá tải hoặc người thân không đủ tiền để mua củi. Cư dân ở quanh sông đã bị sốc nặng trước cảnh tượng thương tâm này. Đại dịch Covid-19 vẫn càng quét Ấn Độ và lây lan nhanh ở các vùng quê rộng lớn, gây quá tải hệ thống y tế cũng như lò hỏa táng và nghĩa trang. Bihar và Uttar Pradesh nằm trong số những bang nghèo nhất của Ấn Độ. Thống kê của chính phủ Ấn Độ cho thấy mỗi ngày có khoảng 4.000 người chết vì Covid-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần. Không chỉ những tử thi trôi trên sông Hằng, giới chức bang Uttar Pradesh vào cuối tuần lại phát hiện thêm nhiều thi thể bị vùi dưới bã cát bên dòng sông này. Truyền thông địa phương cho biết hàng loạt thi thể bị vùi dưới cát bên sông Hằng đã được tìm thấy ở quận Unnao của bang Uttar Pradesh. Hầu hết các thi thể được quấn trong một lớp vải nghệ Tây, Quan chức Onao cho biết một trong những địa điểm tìm được các thi thể chính là nơi hỏa táng chính cho ba quận của tiểu bang. Tuy nhiên, người này không xác nhận đây là thi thể của các bệnh nhân Covid-19. Sông Hằng được tín đồ Hindu giáo tôn kính coi là dòng sông linh thiêng nhất trong các dòng sông, nhưng việc chôn thi thể tại đây không phải là một phong tục tín ngưỡng của bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Hindu giáo. Người dân địa phương tin rằng sự thiếu hụt gỗ để hỏa táng có thể là nguyên do những thi thể này bị chôn vùi hay thả xuống sông. Nhiều người lo ngại những thi thể này là của bệnh nhân mắc Covid-19. Biến chủng B1.617 đang hoành hành ở Ấn Độ cuối cùng đã được WHO xếp vào nhóm biến chủng đáng lo ngại. Trước đó thì cơ quan y tế của nhiều nước như Anh và Mỹ đã kêu gọi cảnh giác trước biến chủng này. Bà Maria Van Koke là người đứng đầu nhóm ứng phó COVID-19 của WHO đã phát biểu rằng các thông tin đến hiện tại cho thấy B1617 có khả năng lây nhiễm cao hơn bản gốc. Vì vậy, chúng tôi xếp biến chủng này vào nhóm biến chủng đáng lo ngại trên quy mô toàn cầu. Trước đó, thì biến chủng Ấn Độ chỉ được liệt kê vào nhóm đáng chú ý. Biến chủng B.1617 được phát hiện lần đầu ở bang Maharashtra của Ấn Độ vào cuối năm ngoái đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì dường như đã gây ra làn sóng COVID-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ. Nó chứa hai đột biến gọi là đột biến kép, nhờ đó có khả năng lây lan nhanh chóng và làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19. WHO cho biết biến thể B.1617 hiện đã được ghi nhận ở hơn 4.500 mẫu bệnh phẩm từ 44 quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Giữa lúc Ấn Độ đang đối phó với thảm họa Covid-19, thì các bác sĩ vừa báo động về việc nhiều bệnh nhân đã và đang phục hồi Covid-19 lại bị nhiễm trùng nấm muco hiếm gặp hay còn gọi là bệnh nấm đen. Bác sĩ Trayner ở Mumbai cho biết loại nấm này có mặt ở khắp nơi và được tìm thấy trong đất và không khí, thậm chí là trong mũi và dịch nhầy của những người khỏe mạnh. Bệnh nhiễm trùng nấm đen gây ảnh hưởng đến xoang, não, phổi cũng như đe dọa tính mạng ở những người suy giảm miễn dịch nghiêm trọng. CDC Mỹ cho rằng bệnh nhân nhiễm nấm đen có nguy cơ tử vong lên tới 50%. Các bác sĩ nhận định bệnh nhiễm nấm này được kích hoạt bởi việc sử dụng steroid, một phương pháp điều trị giúp cứu sống các bệnh nhân mắc COVID-19 nghiêm trọng. Ông Atul Patel, chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở bang Gujarat cho biết, các trường hợp nhiễm nấm muco ở bệnh nhân COVID-19 sau khi hồi phục gần gấp 4 đến 5 lần so với những trường hợp được báo cáo trước đại dịch. Khoảng 300 trường hợp khác cũng được báo cáo ở 4 thành phố bang Gujarat. Chính quyền bang đã lệnh cho các bệnh viện công thành lập khu điều trị bệnh nhân nhiễm nấm đen trong bối cảnh ca nhiễm tiếp tục tăng. Đáng lo là các bệnh nhân nhiễm nấm đen chỉ đến khám khi họ mất thị lực, nên phẫu thuật cắt bỏ mắt để ngăn nhiễm trùng lên não. Bệnh nấm đen có thể sẽ là một mối đe dọa khác của Ấn Độ, trong lúc quốc gia này vẫn đang bị sóng thần Covid-19 càng quét. Số ca nhiễm mới hàng ngày đang ở mức khoảng 400.000 người, với khoảng 4.000 người tử vong chỉ sau 24 giờ. Tiếp tục thế giới trong tuần với những diễn biến nóng nhất từ trào lửa Trung Đông. Thực vị một tàu tuần duyên Mỹ đã bắn cảnh cáo sau khi bị 13 tàu của Hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran áp sát trên eo biển Hormuz. Ông John Kirby, là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm 10 tháng 5 cho biết đây là lần thứ hai kể từ tháng 4 tàu quân sự nước này phải nổ súng cảnh cáo hành vi thiếu an toàn của tàu Iran tại khu vực. Theo lầu năm góc thì các tàu của Iran đã áp sát 6 tàu quân sự Mỹ ở khoảng cách dưới 140m. Hạm đội Mỹ lúc đó có sự góp mặt của tàu USS Monterey với nhiệm vụ hộ tống tàu ngầm tên lửa dẫn đường Georgia. Nhằm cảnh cáo và buộc các tàu Iran rời đi thì tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Mỹ đã bắn hơn 30 phát súng cảnh báo. Trong khi đó, thì các biên giới ở giải Gaza đang chứng kiến căng thẳng leo thang nhất giữa Israel với giới cầm quyền Palestine trong những năm qua. Các cuộc không kích liên tiếp vang dội ở Ashkelon và nhiều thành phố khác của Israel từ đêm 10 tháng 5 đến nay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 11 tháng 5 nói rằng Hamas và các nhóm hồi giáo Jihad sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho các vụ tấn công vào cùng ngày 11 tháng 5 cũng như cho việc gây căng thẳng nói chung. Thủ tướng Netanyahu khẳng định: "Chúng tôi đã tổ chức cuộc họp giữa các lực lượng an ninh để đánh giá tình hình. Chúng tôi quyết định Hamas và hồi giáo Jihad sẽ phải trả giá đắt cho những hành động của họ chống lại Israel. Tôi nói với các bạn hôm nay, họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình." chúng ta sẽ đoàn kết chống lại kẻ thù đáng khinh này. Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố Israel sẽ dùng toàn lực tấn công giải Gaza. Hiện nước này đã tiến hành không kích hàng trăm mục tiêu tại đó. Ông Netanyahu nhấn mạnh quân đội vẫn tập trung cao độ nhằm khôi phục an ninh cho Israel. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chính quyền ông Joe Biden yếu đuối và thiếu hỗ trợ cho Israel sau khi các nhóm phiến quân tấn công tên lửa từ giải Gaza đe dọa Tel Aviv. Ông Trump nói chính quyền của mình đã trải qua nhiệm kỳ tổng thống hòa bình bởi vì các kẻ thù của Israel biết rằng Mỹ luôn mạnh mẽ đứng về phía đồng minh để trả đũa nhanh chóng bất kỳ đòn tấn công nào. Ông Trump gửi email từ văn phòng làm việc của mình cho biết, dưới thời ông Biden, thế giới đã trở nên bạo lực và bất ổn hơn do sự yếu đuối của ông Biden cũng như sự thiếu hỗ trợ Israel dẫn đến những cuộc tấn công mới nhắm vào các đồng minh của chúng ta. Càng về cuối tuần thì căng thẳng ngày càng leo thang ở giải Gaza với Israel. Hamas tiếp tục phóng loạt rocket nhắm vào các thành phố Tel và Jerusalem của Israel vào dạng sáng hôm 13 tháng 5. Đáp lại thì Israel thề sẽ đánh bại các nhóm vũ trang Hồi giáo ở giải Gaza. Hệ thống báo động vang lên khắp nơi, ngay cả ở nơi xa xôi như thành phố Nahalan phía bắc của Israel, cách giải Gaza đến 100 km, khiến cho hàng ngàn người dân Israel phải di tản đến nơi trú ẩn. Quân đội Israel cho biết trong 3 ngày qua thì khoảng 1.500 quả rocket mà phong trào Hamas phóng từ giải Gaza và nước này chủ yếu nhắm vào mục tiêu ở miền Nam và miền Trung đất nước. Tuy nhiên, lực lượng này vào dạng sáng ngày 13 tháng 5 đã ghi nhận cảnh báo phòng không ở miền Bắc, đánh dấu lần đầu toàn bộ lãnh thổ Israel bị rocket uy hiếp. Đây là những hình ảnh vệ tinh được chụp vào hôm 12 tháng 5, cho thấy các tòa nhà bị hủy hoại ở giải Gaza, cũng như nhiều kho chữ nhiên liệu bốc cháy ở miền Nam của Israel cuộc giao tranh giữa hai bên không có dấu hiệu hạ nhiệt và thủ tướng israel benjamin netanyahu nói rằng chiến lược chống hamas sẽ kéo dài hơn quan chức israel cũng cho biết nhóm vũ trang hamas cần phải bị răn đe triệt đề mạnh mẽ trước khi tiến hành ký kết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào Đụng độ giữa Israel và dân quân Hamas những ngày qua được đánh giá là dữ dội nhất kể từ cuộc chiến năm 2014 tại giải Gaza. Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế tiếp cận khu vực thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất bốn gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía đông Jerusalem nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết ít nhất 1.600 rocket đã được phóng từ giải Gaza từ đầu tuần, trong đó có hơn 1.000 quả bay vào lãnh thổ của Israel. Quân đội Israel nói đã tấn công các mục tiêu ở Gaza hơn 600 lần và IDF sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu được cho là của Hamas tại giải Gaza cho tới khi tình hình yên tĩnh hoàn toàn. Hệ thống phòng thủ vòm sát của Israel đánh chặn khoảng 90% số rocket bay vào lãnh thổ nước này, song một số quả đạn vẫn rơi trúng khu dân cư gây thiệt hại, khiến 7 người Israel thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 6 tuổi và một binh sĩ. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết 53 người chết trong các cuộc không kích của Israel tại giải Gaza tuần này trong đó có 14 trẻ em. Ngoài ra, đã có hơn 320 người khác bị thương. Nhóm vũ trang Hamas cũng xác nhận chỉ huy Basem Esar của lữ đoàn thành phố Gaza cùng một số lãnh đạo và dân quân khác của Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của ADF. Thực vị báo từ Guardian mới đây dẫn nguồn tin chính phủ Mỹ xác nhận hơn 130 sự cố gây chấn động não khó lý giải được gọi là hội chứng Havana đã xảy ra với nhiều quan chức ngoại giao quốc phòng và mật vụ Mỹ một số vụ chỉ mới xảy ra trong vòng vài tuần qua, con số 130 quan chức mắc hội chứng bí ẩn cao hơn hẳn số liệu được ghi nhận trước đó là 70 ca. Báo New York Times cho biết ba nhân viên cơ quan tình báo trung ương CIA đã báo cáo các triệu chứng nghiêm trọng kể từ tháng 12. Ông Mark Jett, đại diện cho một cựu quan chức từng liên quan đến hội chứng Havana, nói rằng đã được nhiều người liên hệ do họ nghi ngờ mình cũng bị tấn công bí ẩn. Các trường hợp như vậy rõ ràng đang tăng lên, ông Jett nói. Nhà trắng hồi tuần trước cũng đã lần đầu tiên xác nhận về các vụ tấn công bí ẩn, khiến các quan chức Mỹ đổ bệnh. Sự việc vốn xảy ra khắp nơi trên thế giới và cũng được ghi nhận ngay trên đất Mỹ. Căn bệnh lạ được gọi là hội chứng Havana. Do nhiều trường hợp như vậy, lần đầu tiên ghi nhận tại đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cuba. Các triệu chứng bệnh khá đa dạng, bao gồm chấn động não, nghe thấy âm thanh lạ hoặc có cảm giác khó diễn tả. Nhiều vụ việc được báo cáo ở châu Âu, Trung Quốc, Uzbekistan, Nga cùng một số nước khác. Hồi tháng 12 năm ngoái, Viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã gửi báo cáo cho Bộ Ngoại giao cho rằng nguyên nhân gây ra hội chứng Havana có thể là năng lượng tần số vô tuyến xung định hướng. Tờ Politico dẫn nguồn một quan chức Mỹ giấu tên nhận định rằng có thể đơn vị tình báo quân đội Nga GIU đứng đằng sau vụ việc tấn công bằng năng lượng bí ẩn này, dù Washington vẫn chưa nắm được bằng chứng. Quan chức Mỹ nói thêm hiện 18 cơ quan tình báo liên bang Mỹ đang điều tra vụ việc và bắt đầu nỗ lực chứng minh giả thiết GIU có liên quan. Một quan chức khác nói với Politico rằng, mặc dù Israel và Trung Quốc có lẽ cũng đủ năng lực và công nghệ để thực hiện các vụ tấn công bí ẩn nhắm vào nhân viên ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, xét trên phạm vi các vụ tấn công đã diễn ra, Nga là phía gây nghi ngờ nhất vì nước này có sức ảnh hưởng lớn tại hầu hết các quốc gia mà quan chức Mỹ mắc cần bệnh lạ. Trước đây, truyền thông Mỹ từng đưa tin về nghi vấn Nga đứng đằng sau các vụ tấn công gây hội chứng Havana. Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Nga đã mạnh mẽ phản đối, gọi những cáo buộc không có bằng chứng là hoàn toàn vô lý. Thực vị Mỹ và NATO bắt đầu tiến trình rút quân khỏi Afghanistan từ ngày 1 tháng 5. Cùng lúc đó, thì nguồn tin của Wall Street Journal cho biết thay vì rút hẳn quân lính về nước, thì Mỹ dường như muốn chuyển quân và khí tài từ Afghanistan đến Uzbekistan hoặc Pakistan. Đây là hai nước liên xô cũ có chung biên giới với Afghanistan và cũng có thể xem là sân sau của Nga. Tuy nhiên, ý định của Mỹ vấp phải rào cản lớn do quyền lực quân sự bao trùm của Nga ở khu vực cũng như Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại đây. Đại phái viên Mỹ tại Afghanistan, ông Jalamay Kalizad, trong tuần qua đã đến thăm cả hai nước Liên Xô cũ nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với bạo lực sau khi Mỹ và đồng minh rút quân khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, đây cũng có thể là động thái thăm dò của Mỹ phục vụ cho ý đồ điều quân sát hơn đến biên giới với Nga. Nỗ lực này của Mỹ đã bắt đầu từ tận năm 2001 nhưng đến nay vẫn không thành công. Theo báo Sputnik cho biết, Mỹ kiên định như vậy không chỉ vì vị trí chiến lược của hai quốc gia Trung Á, mà từ Uzbekistan hay Tajikistan. Mỹ cũng dễ dàng chuyển quân đến các căn cứ quân sự khác thuộc Vịnh Ba Tư. Căn cứ quân sự lớn nhất khu vực Trung Đông của Mỹ hiện tại đặt tại Doha, với hơn một chục căn cứ khác trải dài từ Kuwait đến Oman. Trong một bài phát biểu với ASUS, ISIS... Tránh văn phòng nhà trắng Ron Clean bày tỏ tổng thống Joe Biden không nên đánh giá thấp đối thủ trong cuộc tranh cử năm 2024 mà ứng cử viên sáng giá nhất có thể là cựu tổng thống Donald Trump. Tránh văn phòng Clean phát biểu, tôi không muốn đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của ông Donald Trump nếu ông ấy quyết định tranh cử. Ông Klain nói thêm, trên đường đua vào nhà trắng 3 năm sau, tổng thống Biden có lợi thế lớn là được công chúng nhìn nhận về các thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tránh văn phòng nhà trắng kỳ vọng ông Biden có thể ghi dấu ấn bằng nhiều thành tựu lớn và nhờ vậy đắc cử lần thứ hai. Đáng chú ý, những kỳ vọng tương tự cũng diễn ra trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2019. Tuy nhiên, bất chấp tỷ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh của Mỹ trong nhiều thời điểm, tất cả đã bị phủ bóng ảm đạm khi đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát mạnh mẽ từ năm 2020. Gần đây, ông Trump nhiều lần bình luận ẩn ý về khả năng tái tranh cử, tuy nhiên vẫn chưa có tuyên bố rõ ràng. Trong khi đó, ông Biden khẳng định có kỳ vọng về tái tranh cử trong năm 2024 nhưng cũng nói thêm là chưa lên kế hoạch quá xa. Tổng thống Mỹ phát biểu vào tháng 3 rằng: "Tôi là người rất tôn trọng sự sắp đặt của số phận, tôi không bao giờ lên kế hoạch quá chắc chắn cho tương lai xa." Liên quan vụ chia tay ồn ào của cặp đôi tỷ phú Bill và Melinda Gates, thì truyền thông Mỹ vừa hé lộ nhiều tình tiết mới. Bà Melinda được cho là đã gặp luật sư chuyên về vấn đề ly hôn từ tận năm 2019, ngay khi báo chí phanh phui mối liên hệ giữa Bill Gates với cố tỷ phú phạm tội Jeffrey Epstein, người đã tự kết liễu trong tù vào cùng năm đó. Wall Street Journal dẫn các nguồn tin thân cận cho biết bà Melinda suốt 2 năm qua đã tìm hiểu thủ tục về ly hôn và phân chia tài sản với luật sư từ nhiều hãng luật khác nhau nguồn tin từ cựu nhân viên quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates hé lộ. Một trong những yếu tố làm phiền lòng bà Melinda là chồng mình có kết nối với tỷ phú tài tiên Epstein. Hồi tháng 10 năm 2019, báo New York Times cho rằng Bill Gates từng đến tư từ gia của cố tỷ phú Epstein ở quận Manhattan và ở lại đến tối muộn. Người phát ngôn của Bill Gates thời điểm đó cho biết hai tỷ phú bàn bạc về công việc từ thiện và ông Gates hối tiếc về cuộc gặp sau khi biết các hành vi xâm hại phụ nữ, vị thành niên của tỷ phú Epstein. Cụ nhân viên trong quỹ từ thiện nhà Gates nói thêm, bà Melinda đã từng bày tỏ thái độ không thoải mái khi gia đình Gates tiếp xúc với ông Epstein lần đầu tiên vào năm 2013. Chuỗi sự việc kéo dài âm ỉ suốt nhiều năm, đến tháng 3 năm 2020, vợ chồng Gates được cho là đã thảo luận về việc phân chia khối tài sản khổng lồ. Nhóm pháp lý của bà Melinda hiện có sự tham gia của luật sư Robert Stephen Cohen, người từng đại diện cho tỷ phú Michael Bloomberg và người vợ cũ Ivana của cựu tổng thống Donald Trump trong các cuộc ly hôn của họ. Hồ sơ ly hôn nộp lên tòa hôm 3 tháng 5 cho thấy, vợ chồng Bill Gates đã đồng ý phân chia các tài sản, bao gồm khu nhà ở trị giá 131 triệu đô la Mỹ ở bang Washington, một cuốn sổ cực hiếm của Leonardo da Vinci, cùng các khoản đầu tư lớn ở Microsoft và khách sạn Four Seasons. Trong một hồ sơ nộp tòa án mà đài NBC News xem được, bà Melinda đã viết rằng cuộc hôn nhân với Bill Gates đổ vỡ không có cách nào cứu vãn. Tuy nhiên, hai người khẳng định vẫn sẽ hợp tác cùng nhau tại quỹ Bill và Melinda Gates, một trong những quỹ từ thiện lớn nhất thế giới. Liên quan đến khủng hoảng Myanmar, Tổ chức Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Myanmar viết tắt là NUG đã bị chính quyền quân sự Myanmar chính thức tuyên bố là nhóm cực đoàn. Đáp lại thì chính phủ tự phát NUG cũng tuyên bố đã liên hệ với các nhóm vũ trang thiểu số trên khắp Myanmar hướng tới thành lập quân đội riêng chống lại sự cai trị của thống tướng Min -yong hong Hlaing. Quân đội Myanmar cáo buộc tổ chức NUG đã thực hiện nhiều hành động chống phá chính quyền quân sự bao gồm có đánh bom, giết người và đe dọa hủy hoại chính phủ. Trong khi đó thì xa xa người phát ngôn của tổ chức NUG nói với đài Nhật Bản NHK rằng người dân Myanmar cần đứng lên bảo vệ chính họ khỏi họng súng tàn bạo của quân đội khi có ít nhất 788 người đã thiệt mạng kể từ lúc biểu tình bùng phát vào hồi đầu tháng 2. Những cuộc biểu tình tại Myanmar không chỉ có sự tham gia của người dân, mà những người nổi tiếng cũng xuống đường chiến đấu. Theo Reuters, thì một cựu hoa hậu Myanmar đã cùng với phe nổi dậy dân tộc cầm vũ khí chống lại quân đội nước này. Vị cựu hoa hậu này tên là Hatta Hattet, đã đại diện cho Myanmar tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Grand International đầu tiên tại Thái Lan vào năm 2013, tranh tài với 60 ứng cử viên khác. 8 năm trôi qua, sự hào nhoáng của vị cựu hoa hậu này đã thay bằng bộ trang phục đen đơn giản, năng động với một khẩu súng trường đeo trên vai trong tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Nhà thơ Myanmar Kathy với những tác phẩm phản đối chính quyền quân sự đã qua đời sau khi bị lực lượng an ninh đột kích bắt giam vào lúc nửa đêm. Một câu thơ của ông từng khẳng định họ bắn vào đầu nhưng không thể ngăn cản của cách mạng trong tim ta. Thế nhưng điều kinh khủng nhất là vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 5, gia đình ông cho biết thi thể đã được trả về, không còn nguyên vẹn, phần nội tạng bị lấy mất. Theo Reuters, phát ngôn viên quân đội Myanmar chưa trả lời khi được yêu cầu bình luận về vụ việc. Theo thông tin từ trang Facebook của nhà thơ Cathy thì ông đã mất khi mới 45 tuổi. Vợ của nhà thơ Cathy cho biết hai người họ đều bị lính vũ trang và cảnh sát thẩm vấn vào hôm 8 tháng 5 tại thị trấn Swabo, nơi diễn ra nhiều cuộc biểu tình lớn phản đối chính biến và đòi tự do cho cố vấn nhà nước Suki. Chúng tôi cùng bị đưa đi. Họ nói ông ấy bị giam ở nơi thẩm vấn, nhưng ông ấy không bao giờ trở về, chỉ còn lại thi thể. Người vợ đau khổ nói với đài BBC Myanmar. Họ gọi tôi vào sáng chủ nhật bảo tôi hãy đến gặp ông ấy ở bệnh viện. Tôi nghĩ rằng ông ấy chỉ bị gãy tay hay sao đó. Nhưng lúc tôi đến, ông ấy ở nhà xác và phần nội tạng đã bị lấy mất. Vợ của nhà thơ cho biết, bệnh viện tuyên bố ông thi gặp vấn đề về tim. Nhưng gia đình không màng đến giấy báo tử vì biết rằng những gì trên đó viết hoàn toàn sai sự thật. Người vợ nói rằng quân đội đã muốn chôn cất ông thi Nhưng bà cầu xin hãy cho mình đưa thi thể chồng về nhà. Ông ấy chết ở bệnh viện sau khi bị tra tấn ở đồn cảnh sát Trích lời quá phụ đau đớn nói. Theo tổ chức giám sát nhân quyền AAPP, ít nhất 780 người chết và hơn 3.800 người bị bắt ở Myanmar kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát. Ông Kathy là nhà thơ thứ ba đã qua đời khi dấn sâu vào phong trào phản đối chính quyền quân sự Myanmar. Hai tuần sau khi nổ ra chính biến, nhà thơ Kathy đã chấp bút. Tôi không muốn trở thành anh hùng. Tôi không muốn trở thành một người tử vì đạo. Tôi không muốn trở thành một kẻ yếu đuối. Tôi không muốn trở thành một kẻ ngốc. Tôi không muốn ủng hộ sự bất công. Nếu tôi chỉ còn một phút để sống, tôi muốn lương tâm của mình trong sạch trong phút đó. Đồng bào của tôi bị bắn chết và tôi chỉ đáp trả bằng những bài thơ. Nhưng nếu lên tiếng là chưa đủ, tôi sẽ chọn khẩu súng của mình, tôi sẽ bắn trả. Đó chính là những lời cuối cùng của nhà thơ Cathy. Thực vị một tòa án Pháp vào hôm 10 tháng 5 đã bác đơn kiện của một phụ nữ Pháp gốc Việt chống lại các công ty đa quốc gia từng sản xuất và bán chất độc diệt cỏ, hay còn gọi là chất độc da cam, được quân đội Mỹ sử dụng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Vụ kiện được nộp lên tòa án vào năm 2014, trong đó bà Trần Tố Nga 79 tuổi chống lại 14 công ty hóa chất bao gồm DuPont Chemical và Monsanto, hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Bayer. Bà Nga làm nhà báo và nhà hoạt động ở Việt Nam lúc ở độ tuổi 20 và cho biết bà phải chịu ảnh hưởng của việc phơi nhiễm chất độc da cam bao gồm bệnh tiểu đường loại 2 và một chứng dị ứng insulin hiếm gặp. Các công ty đa quốc gia lập luận rằng họ không thể chịu trách nhiệm về cách quân đội Mỹ sử dụng sản phẩm của họ. Truyền thông địa phương pháp đưa tin, tòa án đã phán quyết rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ việc liên quan đến các hành động thời chiến của chính phủ Hoa Kỳ. Hàng triệu gallon chất độc màu da cam đã được thả xuống trong chiến tranh để làm dụng lá rừng và phá hủy mùa màng tại Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ khẳng định rằng không có mối liên hệ nào được chứng minh giữa việc phun thuốc và cố ý đầu độc. Mặc dù các cựu chiến binh Mỹ đã giành được tiền bồi thường trong các vụ kiện khác, bà Trần Tô Nga nói với Reuters rằng bà sẽ kháng cáo. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới trong tuần trên FBC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chất biệt và hẹn gặp lại.